Hello mọi người, mình là Nam đến từ Legend Good Game và chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi AMA ngày hôm nay giữa Legend Good Game và Duckland nha. Thì cùng nói qua một chút về nội dung của buổi AMA ngày hôm nay á, thì sẽ có hai nội dung. Thì nội dung đầu tiên á là Nam sẽ đại diện cho cộng đồng Legend Good Game sẽ gửi đến một số câu hỏi dành cho hai vị khách mời ngày hôm nay. Và nội dung thứ hai á là cũng là nội dung mà được rất nhiều bạn quan tâm, đó là nội dung là hai vị khách mời cùng với Nam sẽ giao lưu và trả lời một số câu hỏi đến từ các bạn mà tham gia trực tiếp đặt câu hỏi tại buổi AMA ngày hôm nay. Thì đặc biệt phần thưởng là tổng phần thưởng là 100 đô, thì chia là 5 phần thưởng, mỗi phần thưởng là 20 đô dành cho 5 câu hỏi có cái được chọn và có nội dung là hay, hay là hỏi làm cho cái vị khách mời của mình là phải suy nghĩ, hay là câu hỏi đó thú vị nhất. Thì không làm cho mùi lâu nữa thì chúng ta hãy cùng đến với hai vị khách mời hôm nay nha. Đầu tiên là anh Hà và chị Ly đến từ dự án Duckland. Xin chào mọi người. Anh chị có thể gửi lời chào đến các bạn đang tham dự buổi AMA và có thể chia sẻ về chút bản thân mình. Mình xin phép nói trước nhé. Vâng, xin chào mọi người, mình là Ly, mình là CEO của Duckland Survival và mình cũng là CEO của Big Cat Game. Về bản thân mình thì mình có 7 năm kinh nghiệm trong ngành game và mình trước đó thì mình tập trung vào việc xây dựng và tư vấn các mô hình kiếm tiền trong game cho rất nhiều nhà phát triển game. Trong những năm gần đây thì mình cũng là đồng sáng lập của một team game tập trung vào game casual với rất nhiều lượt tải trên Android và Apple Store. Với tư cách là người lãnh đạo của Duckland Survival thì mình cũng rất muốn cùng team để chinh phục thế giới GameFi. Chúng mình đã thành lập một nhóm gồm hơn 15 người với có chung cái tư tưởng và tầm nhìn trong cái việc ấp ủ dự án này. Chủ yếu trong team mình thì bao gồm các chuyên gia trong cái việc mà thiết kế game hay là thiết kế tokenomics trong game, và team mình cũng gồm những cá nhân mà đam mê với ngành crypto và với mong muốn là biến Duckland Survival trở thành một cái tựa game lớn trong ngành công nghiệp game NFT. Mình xin cảm ơn. Cảm ơn Julie. Đến lượt mình đúng không nhỉ? Chào các bạn, mình xin giới thiệu một chút. Mình là Hà, Đồng Hà. Thì mình đã làm game cho đến nay là khoảng gần 10 năm rồi. Và mình đã làm khá là nhiều studio ở Việt Nam. Có VNG, có OnShop, có IEC. Và mình cũng làm rất là nhiều dòng game từ Hyper Casual cho đến Midcore. Thì tổng cái lượng download của những sản phẩm của mình thì cũng đâu đấy là khoảng tầm 70 triệu download cho khoảng tầm 10, 15, 20 sản phẩm. Thực sự là mình cũng không nhớ vì số lượng sản phẩm nó cũng nhiều ấy. Thì cũng gọi là có tương đối kinh nghiệm ở trong ngành game. Mình thì không nói là mình thực sự là quá giỏi trong lĩnh vực này, nhưng mà mình nghĩ là kinh nghiệm của bọn mình cũng tương đối là đủ của những anh em ở trong Big Cat Games. Thì đấy là 10 năm trước. Còn đến thời điểm hiện tại, cách đây 2 tháng thì mình nhìn thấy cái tiềm năng của thị trường NFT, thị trường blockchain rất là nhiều, và mình quyết định là mình quit những cái công việc trước đó để mà tham gia cùng với lại các bạn ở trong Big Cat Games và bắt tay vào dự án Duckland Survival. Thì bọn mình cũng rất là mong rằng là khi mà có những cái quyết định lớn như thế mà rẽ hẳn cái sự nghiệp mình theo một cái hướng khác, mình cũng mong là bọn mình làm được một cái gì đấy cho thị trường blockchain ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Vì chắc là các bạn cũng thấy là thị trường blockchain trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, nó có rất nhiều cái đang bất ổn ấy. Thì bọn mình cũng mong muốn là mang lại được những cái giải pháp cũng như là tạo ra được những cái thay đổi cho cái thị trường này. Đấy là những cái mong muốn của bọn mình. Để giới thiệu sơ sơ một chút thế thôi nhé. Còn cậu đây thì mình xin giới thiệu, đây là linh vật của team Big Cat.
Đúng nghĩa là biết két luôn, là mè Đúng bự luôn rồi. á. Đúng rồi. Tại vì thật ra là cả team mình, tất cả mọi người đều rất mê mèo. À, thì ban đầu phần buổi MA á, thì các bạn có thể thấy á, là một cái trailer ngắn về cái game Duckland Survival. Thì em xem qua thì em thấy đây là một tựa game nó khá là thân thiện với người chơi, thì nhìn qua thì khá là dễ, chỉ là bắn súng với nhau và bắn tiêu diệt các cái con zombie thôi. Thì cái nội dung game nó là chắc là ăn sâu vào cái chí tuổi thơ của nhiều bạn rồi. Thì có anh chị có thể chia sẻ thêm một số điểm thú vị ở cái dự án này được không ạ? Về dự án này ấy, thì thực ra là game bọn mình thì là một cái tựa, bọn mình ban đầu thì bọn mình phát triển dựa trên một cái tựa game là NFT Idol Zombie Defense. Cái này thì nó sẽ giống rất nhiều trò chơi NFT khác. Các bạn thì có thể là kiếm được tiền khi chơi ở tất cả các chế độ trong game. Cốt truyện và nội dung thì thực ra là ban đầu bọn mình lựa chọn cái team zombie này là do bản thân anh Hà trong game này, cũng ngoài ra trong team mình còn bạn Art Director và CTO thì đều có kinh nghiệm làm về game Zombie Defense. Và nói chung mình nghĩ là cái team zombie nó là một cái team khá là popular trên toàn cầu, và đặc biệt là khi mà bọn mình làm game truyền thống ấy, bọn mình nhận ra là cái team zombie này nó rất ăn khách với cái thị trường phía độ Nam Mỹ, ví dụ như Brazil, Argentina chẳng hạn. Đấy thì đó là lý do vì sao bọn mình chọn cái team game này. Ngoài ra thì với cái con game này thì bọn mình cũng ngoài cái điểm sáng là play to earn ấy, thì dự án này thì bọn mình cũng có gọi như là xây dựng ra một cái cơ chế để gọi là xóa bỏ, để hơi khó nhưng mà nó sẽ là có thể là nó gỡ bỏ một phần nào cái rào cản giữa game NFT và game truyền thống. Bởi vì là bọn mình làm game thì bọn mình nhận thấy là cái tập tập user của game truyền thống trên toàn cầu ấy nó là hàng trăm hàng tỷ người, nhưng mà với game NFT thật ra là một con game NFT thực ra nó chỉ có khoảng tầm độ 1-2 chục nghìn người chơi đã là rất cao rồi, thật sự là rất ít game được như thế trừ AC. Nên là bọn mình cũng muốn là có thể cân bằng được hai cái bên này. Đấy. Thì Nam cũng xin nói với các bạn khán giả đang xem MA á, thì game Play to Earn á, có thể nhiều bạn không biết đó là một cái tựa game mà bạn có thể tìm ra tiền từ game này. Ví dụ những cái truyền thống á, thì các bạn có thể chơi là giải trí thôi, còn các cái game Play to Earn này các bạn có thể á, là khi xong chơi xong thì các bạn sẽ nhận được đồng token từ những game này, và bạn có thể rút thẳng về ví và chuyển đổi sang là USDT hoặc là BNDC luôn, điểm đồng luôn á. Thì đang đây gần đây á, đang là một cái trào lưu khá là hot dành cho game file cũng như game play to earn. Thì anh Hà hoặc là chị Ly có thể chia sẻ rõ hơn về cơ chế play to earn, là người chơi sẽ làm những gì để có thể có những cái đồng này được mà. Về Câu cái hỏi này cứ này để cho chắc là Hà chuyên nói. môn mình đúng không? Ok, cảm ơn Ly. Thì để anh trả lời câu hỏi này nhá. Thì các bạn hỏi trực tiếp về play to earn đúng không? Thì thực ra là cũng giống như những cái game play to earn khác thôi, game NFT mà, thì các bạn sẽ phải chơi game để các bạn earn ra cái đồng token in game, và sau đấy các bạn bán cái đồng đó ở trên các cái sàn exchange, và từ đấy được kiếm được tiền fiat và đổi ra tiền Việt, đúng không? Thì cái mà các bạn quan tâm có lẽ sẽ là làm sao để các bạn earn ra được cái đồng đấy, có những cái mode chơi gì như thế nào. Thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái gameplay của các cái gameplay và các cái mode chơi của cái game này. Thì gameplay thì các bạn cũng nhìn thấy ở trên video trailer rồi, đấy là gameplay của bọn mình nó sẽ là bắn zombie. Thì bọn mình có rất là nhiều cái mode chơi khác nhau. Thì cái mode chơi đầu tiên mà các bạn sẽ tiếp cận nó sẽ là PvE, và bọn mình đặt tên cho nó là Quick Hunt. Thì nó giống như là như này, tức là ở trong cái kịch bản cốt truyện của mình ấy, thì cái loài zombie nó bị thu hút bởi một cái âm thanh nó rất là đặc trưng, một cái tần số rất là đặc trưng. Và khi mà loài người mà đi săn những cái zombie thì họ sẽ thu hút, họ sẽ kiếm được những cái tài nguyên nhất định. Thì khi mà các bạn tham gia vào những cái trận quick hunt này thì các bạn sẽ đi săn những cái bầy zombie ở xung quanh cái vị trí của các bạn, và nó sẽ tương đối là ngẫu nhiên. Các bạn sẽ được tiếp cận với những cái bầy zombie có giá trị lớn, có những bầy zombie thì giá trị nhỏ, và các bạn sẽ đi săn những cái bầy zombie này, và từ đấy thông qua cái việc bắn zombie thì các bạn sẽ earn được token, sẽ thu được cái tài nguyên từ cái việc bắn zombie đấy. Thì đấy là cái phần PvE. Thì phần phần này là cái phần đầu tiên là các bạn sẽ tiếp cận ở trong trong cái gameplay. Khi mà các bạn đã quen với cái phần PvE này rồi, cái với phần Quick Hunt này rồi, thì bọn mình sẽ bắt đầu giới thiệu với các bạn cái phần tiếp theo, đấy là cái phần PvP. PvP
PVP là cái phần mà các bạn sẽ chơi với các người chơi khác rồi tương tác với nhau ấy. Thì cái mode chơi PVP đầu tiên mà bọn mình sẽ cung cấp cho các bạn nó sẽ là mode chơi PVP 1v3. Thì bọn mình đặt tên cho nó là Dungeon Hunting Arena, tức là các bạn sẽ cùng nhau tham gia vào một cái cuộc săn với một bầy zombie nhất định. Và tất nhiên là bạn nào giỏi hơn, bạn nào mạnh hơn thì các bạn ấy sẽ đoạt được cái phần thưởng thông qua cái việc là kill cái tiêu diệt cái bầy zombie đó. Thì đấy là cái phần PVP đầu tiên. Tiếp theo cái phần cái phần tiếp theo của PVP nó sẽ là một cái mode chơi PVP nó hấp dẫn hơn, nó sẽ là 1v9. Càng đông người chơi thì càng vui đúng không? Thì 1v9 thì lúc đấy thì nó sẽ kéo theo một cái gameplay phụ nữa, đấy là cái gameplay của phần LAN gameplay. Thì bọn mình đặt tên cho cái phần này là Dungeon Fight for LAN, tức là cái mà các bạn thu được từ cái việc bắn zombie ấy, nó không chỉ là cái đồng token mà các bạn kiếm được, mà khi mà các bạn là người chiến thắng ở trong cái mode chơi Dungeon Fight for LAN này thì các bạn sẽ có được một cái mạch của cái LAN. Các bạn biết của LAN, của AC và của các game khác rồi đúng không? Thì khi mà các bạn thu thập được những mảnh này thì các bạn có khả năng là đổi nó ra và chuyển thành một cái LAN NFT. Và LAN nó là một cái phần thưởng cực kỳ giá trị ở trong cái game của bọn mình. Có LAN thì các bạn sẽ làm được rất nhiều thứ. Bản thân LAN nó giống như một cái mảnh đất ở trên trái đất thôi. LAN nó sẽ có những cái trữ lượng tài nguyên. Các bạn có thể xây nhà ở trên LAN, các bạn có thể xây những cái nhà khai thác, các bạn có thể xây những cái nhà lính, và giống kiểu Clash of Clans chẳng hạn, nhưng mà bọn mình sẽ không làm cả một cái gameplay nó quá phức tạp như là Clash of Clans, mà thay vì đấy nó sẽ là những cái đơn giản thôi để cho giai đoạn đầu các bạn sẽ làm quen với lại cái LAN gameplay để một cách đơn giản nhất có thể. Thì khi mà bọn mình đưa cái LAN này vào trong cái Dungeon Fight for LAN để các bạn tập trung vào cái việc là tương tác cũng như là kết nối. Thì khi mà các bạn đã quen với cái LAN gameplay rồi thì nó sẽ có một cái PVP, một mode cho PVP nữa được đưa ra, đấy là Dungeon Treasure Hunt. Thì nó giống như là này, trên một cái bản đồ rất là rộng của cái map rộng của LAN ấy, thì tại một số cái vùng khu vực nhất định thì bọn mình sẽ thả những cái Treasure Box. Đây là những cái NFT box, nó cực kỳ có giá trị, nó sẽ không chỉ là có không chỉ là NFT mà nó sẽ còn có token, nó sẽ còn còn rất nhiều thứ nữa. Thì vấn đề là làm sao để các bạn có thể đoạt được cái reward rất là lớn đó, thì các bạn sẽ phải chiến thắng 99 người chơi khác. Đây là cái mode chơi nó khá là to, đây là 1v99. Và bọn mình đặt tên cho nó Dungeon Treasure Hunt. Thì về cơ bản thì là nó sẽ xoay quanh các cái mode chơi PvE là Quick Hunt này, sau đấy là Dungeon Hunting Arena, Dungeon Fight for Land và Dungeon Treasure Hunt. Và sau đấy thì các bạn sẽ tập trung vào cái mode chơi là LAN gameplay và có Red Mode. Khi mà các bạn đã sở hữu LAN rồi, xây dựng nhà cửa các thứ trên đấy thì các bạn sẽ tranh cướp các thứ lẫn nhau. Thì nó có rất nhiều mode chơi như thế, và chắc chắn là ở bất cứ cái mode chơi nào thì các bạn cũng đều có thể earn được token từ các cái mode chơi này. Thì nó chỉ đơn giản là các bạn thắng thì các bạn sẽ được reward, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và về cơ bản là cái cơ chế earn thì thực ra nó rất là đơn giản, cái phức tạp hơn nó sẽ là cơ chế burn, nhưng mà chắc là tí nữa thì mình sẽ nói về cái phần đấy sau, chứ trả lời một câu hỏi nó dài quá thì không hay lắm. Rồi. Vừa rồi thì mình có thể nghe rõ là về cái cơ chế pay to earn. Vậy thì cho em hỏi thêm là mình có cái cơ chế dành riêng cho free to earn không ạ? Cũng như là những Free người chơi. to earn đúng không? Dạ đúng Có. rồi. Đây là một cái cơ chế nó rất là đặc biệt, mà mình nghĩ là Techland Survival là team đầu tiên, có lẽ là team đầu tiên trên thế giới là hiện thực hóa được cái việc này. Thực ra bọn mình gọi là bọn mình tự tin, nhưng mà bọn mình cũng không thể khẳng định 100% là bọn mình sẽ làm cho nó một cách gọi là hoàn hảo. Nhưng mà về cơ bản là bọn mình tìm ra được cái giải pháp để mà các cái user free có thể tham gia vào trong cái hệ sinh thái của blockchain game NFT, và không làm cái quan trọng ở đây là gì. Nếu mà các bạn nhìn thấy các cái game khác và có free to play ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó rất dễ phá vỡ cái nền kinh tế mà nó đang ổn định, rồi nó lạm phát các thứ đúng không? Các bạn rất là lo về cái việc đấy, và khi mà các bạn thấy các game khác có free to play thì nhiều khi cũng cũng sợ. Nhưng mà
với cái cơ chế mà bọn mình đang đặt ra thì bọn mình khá là tự tin là có thể không chỉ là kiểm soát được cái lạm phát của cái đồng token in game mà còn tạo ra một cái sức hấp dẫn rất là lớn và thu hút được rất nhiều user. Và free user ở đây nó không chỉ là free user trên blockchain mà còn là free user ở trên Play Store và iOS, Apple Store nữa. Và khi mà bọn mình làm được cái việc đấy thì sẽ có hàng trăm ngàn đến hàng triệu user mà bọn mình có thể đổ vào trong cái hệ sinh thái của bọn mình, và nó sẽ làm cho cái pool token của bọn mình ấy, nó sẽ có rất nhiều cái user sẽ tham gia vào và chuyển thành user NFT và giao dịch và đảm bảo được cái giá trị của đồng token của các bạn. Wow, em nghe thấy là khá hấp dẫn đó. Tại vì như là anh chị đã biết đó, thì một cái lượng lớn mà user gamer truyền thống đó, thì họ ở trên thế giới rất là nhiều. Nhưng mà để chuyển đổi họ qua cái user mà chơi các game mà blockchain đó, thì khá là ít. Thì em thấy dự án của mình khá là hay là có cái cơ chế là free to play hoặc là free to earn, là người chơi không cần nạp tiền gì hết, không cần mua NFT nhưng vẫn có thể chơi miễn phí. Thì em nghĩ là nếu mà họ chơi một thời gian họ thấy bị cuốn đó, thì họ có thể sẵn sàng đầu tư NFT để tìm được lợi nhuận cao hơn. Rồi, Bọn mình cũng có công ty nói này. về NFT á, thì cho em hỏi thêm nha, chị Ly đi ha, là chị có thể chia sẻ rõ hơn về như là Marketplace hay là các NFT như là súng, người chơi sẽ mua súng hay là mua các lão giáp để săn zombie mạnh mẽ hơn hay là hạn chế bị zombie cắn hay bị lây nhiễm gì đó. Về NFT của bên Game Darkland ấy, thì thật ra là bọn mình cũng đã thay đổi khá nhiều phương án. Tuy nhiên là đến gần đây ấy, tức là nói chung là khoảng tầm độ 1 2 tuần gần đây, thì bọn mình đã chốt phương án cuối cùng là NFT bọn mình sẽ chỉ có một loại NFT chính ban đầu là hero, và với mỗi ví dụ trong mỗi mỗi một cái box là sẽ gồm một hero kèm thêm với vũ khí luôn, tức là sẽ không không chia ra nữa. Bởi vì thế là bọn mình đánh giá là cái việc chia ra nó khá là rối cho user, tức là người ta sẽ khó, ví dụ như là một user sniper chẳng hạn, thì sở trường của sniper sẽ là dùng súng trường, súng dạng súng súng ngắm ngắm súng bắn tỉa. Thì nếu mà ví dụ như trong trường hợp user mở một user một hero sniper kèm với một quả lựu đạn chẳng hạn, thì nó sẽ hơi hơi gây confuse cho user, nên cuối cùng bọn mình quyết định là gộp lại chung trong một cái box, và như thế thì sẽ dễ dàng hơn cho việc user trong việc sử dụng. Đấy là về NFT, về hero. Còn xong các cái giai đoạn về sau thì có thể là sẽ có thêm những cái gọi như là gear, hay là gọi như là trang sức, những cái equipment thêm, thì đấy là ở phase sau. Còn ban đầu thì user có thể bắt đầu dễ dàng nhất là với một hero, đội hình từ 1 đến 3 hero. À, dạ rồi. Vậy chị Ly có thể chia sẻ thêm là về cái team của mình hay là đội ngũ vận hành hay là các backer, partner của mình không ạ? Về đội ngũ vận hành của mình thì thật ra là về phía sản phẩm, tức là về phía game thì là team Picket làm. Bọn mình thì bọn mình rất là tự tin, bởi vì thực ra là team của mình thì hầu hết là đều có từ 7 cho đến hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành game. Và nói một chút tự hào là một số thành viên trong team mình, ví dụ như anh Đồng Hà này, là khá khá là có tiếng tăm trong ngành game tại Việt Nam. Đấy là nói thật là như thế. Còn về những đối tác, bọn mình sẽ cũng có khá nhiều các nhà đầu tư và đối tác cả Việt Nam lẫn trên lẫn các đối tác về global, với họ cũng có nhiều cái sự hỗ trợ về về mặt marketing cũng như là các lời khuyên. Về hai phần là phần blockchain, thì blockchain hiện tại là bọn mình đang làm partner với JetLab. Thì JetLab thì chắc là quá là thân thuộc với mọi người rồi, thì bọn mình cũng khá là và bọn mình cũng rất là tin tưởng vào khả năng của vận hành và sự support của JetLab. Ngoài ra thì về phần mặt blockchain, bọn mình cũng có được sự hỗ trợ và sự tư vấn của anh Steve Nguyễn. Anh Steve thì là một chuyên gia về blockchain, thì hiện tại anh ấy đang là CTO của Chainverse. Chainverse là một cái nền tảng blockchain game publishing. Ngoài ra thì anh Steve nổi trội hơn với vai trò là CTO của Pegasi. Nếu mà mọi người có chơi chơi game Pegasi thì cũng sẽ biết, thực ra Pegasi hiện tại mình đánh giá, hay cũng như rất là nhiều người đánh giá, Pegasi đang rất là thành công. Đấy là về blockchain. Còn về marketing thì hiện tại là bọn mình có nhận sự hỗ trợ về marketing của anh Michael Nguyễn từ team Space Crypto. Thật ra thì bỏ qua những cái lùm xùm khác của Space, thì mình đánh giá là chỉ riêng về mặt marketing thì anh Michael Nguyễn anh làm rất là thành công. Và mình thì mình cũng mong là với sự hỗ trợ của anh Michael Nguyễn thì team mình về mặt marketing cũng có thể làm được gần gần bằng Space, hoặc là bằng được thì tốt. Cảm ơn. Toàn là những cái tên mà nghe là thấy biết là dự án sừng sỏ thôi. Thôi thì chị câu hỏi này dành cho anh Hà đi ha.
Thì anh Hà có thể chia sẻ kỹ hơn về cái kế hoạch dài hạn của mình không ạ? Là mình sẽ cam kết đi với user gamer là trong đường dài là 3 năm, 5 năm hay sao đó. Tại vì khi mà gamer hoặc là các cái nhà đầu tư người ta quan tâm đến một dự án thì người ta sẽ quan tâm đến đường dài hơn. Thì mình có thể chia sẻ kế hoạch đường dài của mình được không ạ? Ok. Chắc là mình sẽ phải nói làm hai phần, một phần là kế hoạch ngắn hạn, thứ hai là trung hạn và thứ hai là kế hoạch dài hạn nhé. Dạ Thì rồi. về ngắn hạn thì không nói làm gì rồi, sắp tới là sẽ IDO, và trung hạn thì mình sẽ ra như thế nào. Thì sau khi mà IDO xong và có bản alpha test thì lúc sau đấy thì bọn mình sẽ ra marketplace và sau đấy là bán NFT box. Rồi sau khi mà có NFT box thì bọn mình sẽ ra phần alpha của smart staking và sau đấy là sẽ có phần alpha của phần PVP dungeon. Và khi mà dungeon mà PVP bọn mình đã bắt đầu ra thì sau đấy bọn mình sẽ ra những cái mode chơi dungeon khác và sau đấy kéo theo sẽ là land gameplay. Có land gameplay rồi thì sau đấy bọn mình sẽ có clan war rồi sẽ có rất là nhiều những cái mode chơi khác rồi những cái event mà bọn mình sẽ vận hành. Về event thì chắc là các bạn chơi các cái game ở Việt Nam, kể cả các game nước ngoài thế thôi, các event tuần, event tháng thì nọ kia ấy. Thì nó là một kế hoạch nó cũng rất là dài hạn, khoảng 2 đến 3 năm. Vấn đề mà các bạn quan tâm nó sẽ là sau 2 đến 3 năm đấy thì bọn mình sẽ làm gì. Thực ra thì những cái bọn mình làm sau 2 đến 3 năm thì bọn mình đã phải chuẩn bị từ bây giờ rồi. Tức là cái kế hoạch bọn mình nó không chỉ dừng lại một sản phẩm. Kế hoạch bọn mình là sẽ xây dựng một cái hệ sinh thái xoay quanh cái đồng token quản trị của bọn mình. Ở game mình thì có hai đồng, một đồng là token quản trị là BIG Big và đồng thứ hai là đồng DLA, là cái đồng mà các bạn sẽ kiếm ra trong game. Thì khi mà bọn mình làm thêm những sản phẩm khác và đưa nợ thêm các cái sản phẩm đấy vào trong cái hệ sinh thái của đồng token quản trị thì bọn mình tin rằng là nó sẽ support và nó sẽ làm cho cái sức sống của cái đồng token quản trị cũng như là cái sức sống của các cái sản phẩm của bọn mình ấy. Các bạn có NFT ở game này, các bạn có thể sử dụng sang game khác, rồi các bạn từ có một cái tài nguyên từ game khác các bạn sử dụng theo game này. Thì đâu đó về lâu về dài thì kế hoạch bọn mình sẽ là xây dựng một cái hệ sinh thái như thế và build up cái studio thành một cái công ty game chuyên nghiệp về sau, để mà đảm bảo là có thể vươn ra tầm thế giới. Mơ thì cũng nên mơ lớn một chút đúng không? Đấy thì nó sẽ là một kế hoạch 3 năm, 5 năm mà có thể là lâu hơn, và bọn mình sẽ cố gắng cho cái mục tiêu như thế. Vậy thì cho em hỏi thêm một xíu là gamer á thì người ta muốn tham gia phiên bản beta test hay alpha test của mình á thì có cần điều kiện gì không? Tại vì em thấy một số game á thì phải làm các cái claim rồi may mắn nhận được cái suất chơi miễn phí để tham gia test á, hoặc là phải sở hữu NFT một số lượng nhất định á thì mới được tham gia. Thì điều kiện để mình tham gia các phiên bản test của mình là gì ạ anh Hà? Cái này chắc Thực là ra Ly trả lời nhỉ. cái này thì thật ra thì nó sẽ là liên quan đến kế hoạch của marketing, nhưng mà hôm nay là cái chị CMO thì chị lại không join được nên câu hỏi này mình xin nợ Dạ rồi. nhé. Rồi như vậy thì chắc nghĩ là mình chuyển qua nội dung thứ hai được ha, tại điểm thấy câu hỏi của các bạn cũng khá là nhiều quá. Thì Nam xin nhắc lại nha, thì phần thứ hai này á là các bạn sẽ đặt câu hỏi lại cho Nam hoặc là cho anh Hà, chị Ly, thì phần thưởng cho 5 bạn có câu hỏi xuất sắc nhất á, mỗi bạn sẽ được nhận 20 đô. Cho nên là các bạn có thắc mắc nào, có muốn anh Hà hay là chị Ly chia sẻ nhiều hơn về dự án á, thì các bạn hãy đặt câu hỏi ở phần comment nha. Nãy giờ chị Ly với anh Hà xem qua phần bình luận á, thì có chọn được cho mình câu hỏi nào mà anh chị đánh giá là hay và thú vị không ạ? Có một số câu hỏi của các bạn thì vừa nãy là anh Hà đã trả lời trong phần chia sẻ rồi. Thấy Anh có Hà một muốn trả lời số câu bạn nào? Anh từ từ một cho anh chút, chọn bởi vì trước. anh đang bị mất cái link livestream của mình ấy. Anh Dạ rồi. click vào phần bình luận ấy. Gửi gửi lại anh cái link đấy được không? Đây để em gửi cho. Rồi trong quá trình đợi hai khách mời chúng ta chọn câu hỏi thì các bạn có thắc mắc nào hay là muốn
anh Hà hay chị Ly giải đáp kỹ hơn á, thì các bạn cứ đặt câu hỏi ở phần bình luận nha, tại vì 5 câu hỏi mà được chọn á thì sẽ nhận ngay cho mình 20 đô nha. À, rồi đấy. Mình có thấy có một câu hỏi là mình có hướng tới đường đi dài hạn không? Khi mà roadmap của mình tới 2023 là kết thúc, đội ngũ sẽ thêm vào roadmap những tính năng nào trong thời gian tới? Câu này thì mình xin được phép trả lời như sau. Thật ra là tất cả những mình nghĩ là tất cả những dự án mà làm game thì đều hướng đến con đường đi dài hạn. Nhất là team mình là một team xuất phát từ làm sản phẩm, tức là từ làm game truyền thống, thì lại càng tức là sẽ là cái những người mà càng tâm huyết với sản phẩm. Mình khi mà mình làm cái ngành game NFT với cả crypto này thì mình sẽ thấy rất là rõ ràng giữa những anh chị, những bạn làm crypto, tức là sẽ các bạn ấy cái mindset của các bạn sẽ hơi theo hướng finance. Còn những bên mà làm về game thì mindset sẽ theo hướng sản phẩm. Và thực ra là khi mà làm game NFT này ấy, thì cái điều bọn mình muốn là trung hòa cả hai cái yếu tố đấy. Bởi thật ra là nếu mà quá quá thiên về một yếu tố nào thì nó cũng theo mình cũng là không tốt lắm. Với hướng đi dài hạn, thật ra là bọn mình sẽ cố gắng đi lâu dài nhất có thể. Thật ra là đi một là nó là cái gọi như là về tính cách của một đội làm sản phẩm, với cái thứ hai là về gọi như là nó sẽ là về cái gọi như là cái sự mình yêu cái sản phẩm của mình ấy. Thì mình cũng sẽ muốn đi nó càng dài càng tốt. Khi mà roadmap của mình tới 2023 là kết thúc thì đội ngũ sẽ thêm vào những tính năng nào thì mình không biết. Đến 2023 thì lúc ấy mình sẽ biết và bạn cũng sẽ biết. Còn về thêm tính năng nào thì bạn yên tâm là đội của mình thấy mình có một cái rất tự hào là trong thời buổi mà thị trường NFT đang sôi sục như thế này, tất cả các team đang điên cuồng lên cào bới game design thì ở team mình thu về được 3 ông game design. Ở bên Space Crypto chỉ có một thôi nhá. Cho nên là ở đây là có một là anh Hà. Anh Hà là một người game design có 10 năm kinh nghiệm. Và trong team còn có hai bạn game design nữa, cũng cỡ 6 đến 10 năm. Thì bạn yên tâm là cái gì chúng mình cũng vẽ ra được. Đấy, đấy là câu trả lời của mình. Rồi, cảm ơn câu trả lời của chị Linh. Cho mình chọn một cái câu hỏi với nhé. Dạ rồi. Mình thấy có, bởi mình là GD mà mình sẽ chọn cái câu hỏi về mặt gameplay. Thì bạn Khoa, Lâm Anh Khoa thì có chọn câu hỏi, có câu hỏi là 1v9 tức là player có bắn nhau hay không ấy. Thì thực ra cái mode chơi player bắn nhau là cái mode chơi về sau bọn mình mới làm, nhưng mà nó không không phải là 1v9. 1v9 là các bạn vẫn là bắn zombie, chỉ có điều là nó giống như kiểu là có một bầy zombie mà có 9 có 10 người đi săn ở trong rừng và nó có một cái con hổ ấy. Vấn đề là ai là giành được người, là người giành được con hổ đấy, chứ không phải là các bạn đi bắn nhau. Bởi vì bối cảnh của game là gì, là sau đại dịch Covid-19, quên, sau đại dịch zombie thì chỉ còn một ít người sống sót thôi, mà ít người sống sót đấy mà quay ra kiểu bắn giết nhau thì nó không được nhân văn lắm. Tức là về sau khi mà các bạn có land gameplay nhá, và các bạn phát triển cái quốc gia của mình ok rồi, ok thì lúc đấy thì lại giống như là Nga với Ukraine, tức là các bạn có quốc gia thì quốc gia này sẽ có thể là chiến tranh với quốc gia khác. Nhưng mà khi ở cái giai đoạn đầu của cái story của game á, thì các bạn sẽ cạnh tranh nhau về tài nguyên, chứ các bạn không trực tiếp là bắn lẫn nhau. Đấy thì giải thích về mặt cái content của game thì là như thế, và về mặt gameplay thì nó sẽ theo cái content đó. Đấy, các bạn không bắn nhau, các bạn sẽ tranh nhau để đoạt một cái tài nguyên nhất định. Đấy là câu trả Zombie đã tàn phá gần hết rồi mà anh em bắn nhau thì còn ai mà giải cứu thế giới nữa. lời. Đúng rồi, Duckland mà. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Khoa và phần trả lời của anh Hà. Thì không biết là chị Ly có chọn được cho mình một câu hỏi nào nữa không ạ? Câu hỏi ở đây có một team có thấy có một câu mà thấy nhiều bạn hỏi là về mình định đánh mạnh ở thị trường nào.
hoặc là ưu tiên marketing ở thị trường nào và vì sao. Thật ra thì câu này thì bọn mình về tỷ lệ phần trăm user trên các cộng đồng của mình thì hiện tại Philippines vẫn đang dẫn đầu, theo sau là Indonesia và Thái Lan, Việt Nam sẽ đứng thứ tư. Thì mình cũng sẽ đi theo hướng của các giống như là các game khác, tại vì thật ra là nó gần như là nó sẽ có một cái sự gọi như là đảm bảo về mặt cộng đồng rồi ấy. Mình vẫn thấy Indo và Philippines vẫn đang, tức là tỷ lệ user tương tác với các thứ với những hoạt động marketing mình vẫn đang rất là tốt, thì mình cũng ưu tiên với những market về các nước ở Đông Nam Á. Ngoài ra thì có gì sẽ có một số như là bên Brazil. Brazil hiện tại cũng đang là một community khá là tốt. Tất nhiên là mình cũng cũng không hẳn là mình bỏ hẳn Việt Nam. Bên mình thì hiện tại là user Việt Nam ở trong cộng đồng là đang xếp thứ tư. Được rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Minh Vương. Ừ. À, mình xin nhắc lại một lưu ý nha, thì những hỏi mà được anh chị chọn và trả lời thì chưa chắc là mình đã nhận phần thưởng nha, tại vì trong phần giao lưu này thì anh chị sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi, cho nên là những bạn nào mà xuất sắc nhận cho mình 20 đô thì sẽ được công bố sau trên fanpage của Lesson của Game hoặc là trên fanpage của Đắk Lên nha. Mỗi câu hỏi được chọn sẽ là nhận được 20 đô. Cho nên là các bạn có thắc mắc hay là các bạn muốn hỏi anh chị về cái phần nào đó thì các bạn cứ đặt câu hỏi ở phần bình luận nha. Rồi xin mời anh Hà và chị Ly tiếp tục chọn cho mình những câu hỏi. Lần này đến lượt mình chọn nha. Dạ rồi. Có một à thế là nhiều câu hỏi nhưng mà nó đề cập đến một cái vấn đề nó cũng tương đối là chung ấy. Đấy là câu hỏi của bạn Minh Vương và câu hỏi của bạn Hải Đăng. Và của cả bạn Lâm Anh Khoa nữa. Khoa thì hỏi là game có bao nhiêu token đúng không? Vương thì hỏi là các bạn chơi free to play nhiều để có ảnh hưởng đến kinh tế trong game không này. Hải Đăng thì là hỏi là game sử dụng hai token gam lẫn token in game hay là chỉ một token chính. Thì đầu tiên là game sẽ sử dụng hai token. Bọn mình sẽ có một token quản trị và token quản trị các bạn hình dung nó giống như là cổ phần cổ phiếu của công ty á. Đó. Và bọn mình sẽ reward cái token quản trị này trên những cái dịp nó rất là đặc biệt thông qua cái đóng góp của các bạn vào dự án. Có thể là các bạn đã chơi rất là lâu hoặc là các bạn có những cái đóng góp về ý kiến các thứ cho dự án chẳng hạn thì nó sẽ là một một cái reward rất là đặc biệt dành cho những cái quest rất là đặc biệt ở trong game, như là bọn mình sẽ đánh giá dựa trên rất là nhiều những cái tiêu chí khác. Tuy nhiên đây là một cái reward dưới dạng kiểu cổ phiếu và nó đóng góp trực tiếp vào cái việc là cái roadmap dài hạn của công ty nhé, không phải là của chỉ là của sản phẩm, cho nên nó sẽ rất là đặc biệt. Và đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà các bạn sẽ quan tâm hơn đấy là cái đồng token mà các bạn sẽ kiếm được ở trong game là đồng DOA. Thì đấy là cái đồng thứ hai. Và câu hỏi của bạn Vương đấy là các bạn chơi free to play nhiều để có ảnh hưởng đến kinh tế trong game hay không này. Và bạn Trần Đăng Khoa thì hỏi là game có cơ chế chống lạm phát như thế nào thì nó sẽ liên quan đến cái đồng này, đúng không? Vì rõ ràng là khi mà các bạn chơi và các bạn kiếm ra nhiều đồng token thì nó sẽ có nhiều đồng token trên thị trường thì sẽ gây ra lạm phát, và chắc chắn là bọn mình sẽ phải có cơ chế để mà chống cái lạm phát này. Thì chống lạm phát như thế nào? Thứ nhất là các bạn sẽ phải burn, đúng không? Earn thì nó sẽ đi kèm với burn. Và các bạn burn để làm gì? Cái mô hình cổ điển của cái game thì bao giờ cũng là burn để tăng trưởng sức mạnh. Thì đầu tiên đấy là các bạn sẽ phải burn để mà upgrade, để mà evolve, để mà tăng rank cho cái hero của mình. Hero của các bạn thì sẽ có level này, có sao và có rank, rank ở đây mutant rank. Thì về level thì các bạn chỉ cần burn đồng DLA thôi, nhưng mà khi mà các bạn upgrade cái hero mình đến một cái ngưỡng level nhất định thì các bạn tăng sao cho cái hero của mình. Đấy là thời điểm mà các bạn không chỉ là cần phải burn đồng DOA mà các bạn còn phải burn cả NFT nữa. Tức là bọn mình đòi hỏi là phải có một cái thẻ nguyên liệu. Bởi vì nó không chỉ lạm phát cái đồng token, nó còn lạm phát NFT nữa. Và bọn mình sẽ cần một cái cơ chế để mà kiểm soát cái lạm phát của cái NFT này. Thì đấy là cái việc mà tăng tăng sao nhé. Ngoài ra khi mà các bạn có land rồi thì trên cái land của các bạn nó sẽ có những cái tài nguyên nó khá là đặc biệt.
giống như kiểu là các bạn khai thác uranium để các bạn làm cái này cái kia ấy. Thì trên cái line các bạn, khi mà các bạn sử dụng line thì các bạn có thể upgrade, không 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 gọi gọi upgrade thì nó thường quá, gọi là đột biến, là mutant mutant up, rank up cái hero của các bạn. Nó giống như kiểu là Son Goku từ siêu saiyan một lên siêu saiyan cấp 4 rồi lên legend, nó kia nó sẽ đổi màu tóc này, nó sẽ phát sáng này, nó sẽ thay đổi về mặt hình dạng. Thì đấy là cái về khá là lâu về sau, mình nghĩ là chắc phải đâu đấy mất tầm khoảng 6 tháng một năm thì các bạn mới đạt đến cái ngưỡng các bạn có thể up rank được cho cái nhân vật của mình. Thời gian đầu thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ đi dần lên, và về sau thì nó sẽ có nhiều cái phân cấp như thế. Rồi đấy là cái cơ chế burn đầu tiên. Cái cơ chế burn tiếp theo đấy là nó sẽ có những cái mốc chơi mà tất nhiên high risk, high return đúng không? Khi nó sẽ có những cái mốc chơi đòi hỏi các bạn phải phải burn, phải pay cho một cái ticket để mà tham gia vào cái sự kiện đó, tham gia vào cái mốc chơi đó. Và tất nhiên là những cái mốc chơi đấy nó sẽ có những cái reward lớn và cực kỳ giá trị. Và khi mà các bạn đã burn cái đồng token đi để mà đổi lấy cái ticket, thì cái cơ hội mà các bạn nhận được đấy là kiếm được những cái giá trị đó. Có thể là NFT box, có thể là những cái nó chứ bây giờ bật mí thì nó cũng cũng không không hay lắm. Các bạn chỉ cần biết đấy là những cái reward nó rất là giá trị là được. Rồi đấy là cái cơ chế burn tiếp theo. Rồi nó sẽ có nhiều cái cơ chế burn và kiểm soát lạm phát nữa ở trong game. Thí dụ như là cái cơ chế về energy, rồi các cái consumable item là những cái item mà các bạn dùng xong nó sẽ tăng trưởng nhất thời nhưng mà về sau đấy nó sẽ mất, ví dụ như vậy. Thì bọn mình cũng thiết kế cả những cái hệ thống đấy nữa. Rồi có cái câu hỏi tiếp theo của bạn bạn là nhỉ, Vương. Bạn Vương hỏi về free to play thì có làm ảnh hưởng đến lạm phát không. Câu trả lời là có, vấn đề là người làm game kiểm soát được hay không. Thì thực ra thì các cái game khác bị lạm phát vì free to play khá nhiều. Các bạn có thể thấy có CETA đúng không? Vấn đề là các bạn kiểm soát được hay không. Thì bọn mình cái cơ chế mà bọn mình xây dựng ra để kiểm soát cái việc lạm phát này đấy, cơ chế smart staking. Và với smart staking thì cái việc bọn mình làm đấy là đổ cái lượng user rất lớn từ Play Store và iOS, và bọn mình có cơ chế để mà convert cái tập user này sang thành user NFT và biến họ từ free user sang thành paying user. Và khi mà người ta trở thành là paying user thì người ta sẽ đóng góp, người ta sẽ tạo ra giá trị và người ta sẽ hầu người ta sẽ burn tiếp các cái đồng token của các bạn, chứ chứ không chỉ là earn nữa. Đó, người ta sẽ không còn là free user nữa. Thì bọn mình tự tin là bọn mình có cái cơ chế để mà giải quyết được vấn đề này. Thì đấy là trả lời câu hỏi cho ba bạn. Một phần trả lời xuất sắc. Hơi À, nhiều. của anh Hà thì giải đáp được rất nhiều thắc mắc của các bạn về các đồng token, về tình trạng lạm phát hay là làm cách nào để cho cái đồng nó khan hiếm bằng cách bên. Thì em thấy có nhiều cơ chế rất là hay đó. Thì thứ nhất là vừa nó sẽ tránh lạm phát, thứ hai là giúp cái đồng của mình nó cũng sẽ duy trì giá để các bạn đầu tư chơi game play to earn đó, thì cũng sẽ nhanh hồi vốn hay là cái tỷ lệ ROI nó cao hơn. Rồi, à, chị Ly nãy giờ chị ngồi thì có chọn cho mình được câu nào chưa ạ? Mình thấy có hai câu nó cũng hơi liên hệ với nhau một chút. Câu đầu tiên của bạn Sơn Bơn vẫn là bạn đấy. Game hiện tại có 5 nhân vật chính phải không ạ? À? Cho em hỏi bên dev sẽ làm thế nào để cân bằng các nhân vật với nhau? Sẽ ra sao nếu mọi người chỉ chơi một tộc hoặc một hệ quá mạnh? Game bên mình thì không phải có 5 nhân vật chính mà là 5 class, tức là chia ra nó giống như là với game MMORPG hay mình gọi là 5 phái đấy. Thì bên dev sẽ làm thế nào để cân bằng các nhân vật với nhau? Cái việc cân bằng với nhau đấy là việc của anh Hà, và yên tâm anh Hà sẽ làm được việc này. Nếu anh Hà không làm được thì chị Ly không trả lương, vậy thôi. Sẽ ra thế nào nếu mọi người chỉ chơi một tộc hoặc một hệ quá mạnh? Sẽ không có chuyện mọi người chỉ chơi một tộc hoặc một hệ quá mạnh, tại vì ví dụ khi mà phía bên team mình bán NFT chẳng hạn thì nó cũng sẽ có cái tỷ lệ random ra, và cái tỷ lệ thì thường là nó sẽ cân bằng với nhau thôi. Mọi người không phải lo lắng về vấn đề cân bằng. Câu hỏi thứ hai là đồ họa và gameplay của Darklands là bắn nhau hoặc như hiện tại là bắn zombie. Đây là dòng game rất dễ để triển khai công nghệ 3D. Team dev
có kế hoạch triển khai 3D cho dự án không ạ? Roadmap của team sẽ triển khai nó ở thời điểm nào? Thì team game của bên mình là game 3D mà bạn. Một lát nữa thì có thể là nhờ Nam chiếu cái clip mô tả 5 class về hero bên mình. Thực ra là bọn mình vừa mới quay sáng nay nên là edit nó cũng chưa được đẹp lắm, nó cũng chưa có nhạt nhẽo tách tụng gì cả. Nhưng mà mọi người sẽ nhìn qua và thấy, tức là hiện tại là trong clip đấy nó chỉ bên mình mới chỉ có mấy chục hero thôi. Còn trong bản kế hoạch thì bên mình sẽ có khoảng tầm 150 hero chia làm 5 class. Đấy. Roadmap của team sẽ triển khai ở thời điểm nào thì nó vẫn là game 3D. Cái này thì mình có quay, mình có chiếu luôn clip không hay để lát nữa hả Nam? Để À lát vậy đi. thì à để lát nữa chuẩn bị kết thúc chương trình MA thì Nam sẽ gửi cho các bạn cái clip mới nhất của bên Đắk Lên mới quay sáng nay nha. Rồi. Cái clip đấy thì là demo về các hero ở trong trong 5 class đấy thôi. Đấy ạ. Dạ rồi. Thì do thời lượng không còn nhiều cho nên là chắc là anh Hà và chị Ly thì chọn thêm cho em khoảng tầm 2 câu nữa ha. Đấy, anh Hà có thêm được câu nào chưa? Vừa mới tắt mic, em bảo là nhiều câu hỏi quá, đợi một chút anh khoảng 30 giây để anh chọn cả. Ok, thế thì em sẽ trả lời một câu trong này là có một bạn là bạn Minh Vương, bạn hỏi là len mình có cần phải mua không ạ? Len thì mình có như anh Hà vừa nói vừa nãy là tức là mình sẽ có một cái mode chơi ở trong game để bạn nhận được mảnh len và các mảnh len đấy ghép lại thì bạn sẽ nhận được len. Nhưng mà với những user mà không có nhận được mảnh len đấy thì bạn sẽ phải mua. Ly Ly xong câu hỏi đấy rồi đúng không? Dạ. Mình chọn một câu hỏi của bạn Mẫn Nguyễn nhé. Đấy là hiện nay có nhiều cái sự hoang mang nghi ngờ về game free và team dev của Việt Nam, chiến lược của team như thế nào để xử lý vấn đề này. Thì thực sự là mình cũng phải chia sẻ cái quan điểm của bạn. Vì thực ra là không chỉ bạn, rất nhiều người, bạn bè mình, ngay cả bản thân mình nữa. Chúng ta đều nhìn thấy vấn đề như thế, chúng ta đều gặp vấn đề như thế. Và bọn mình cực kỳ cảm thấy không ổn khi mà thế giới nói rằng là chúng tôi cứ nhìn thấy Nguyễn Project là chúng tôi cảm thấy khó chịu. Tất nhiên là bọn mình không muốn như thế. Cái tư tưởng bọn mình là làm cái sản phẩm nó lâu dài và quan trọng hơn nữa đấy là bọn mình muốn tạo ra một cái sự đột phá, bọn mình tạo ra một cái giá trị lớn cho xã hội. Và ở đây là gì? Ở đây là cũng tạo ra một cái giá trị lớn cho cái ngành game NFT hay là một cái hệ sinh thái của blockchain. Và cái việc bọn mình làm đấy là sẽ cố gắng educate những cái user truyền thống, convert họ từ là những người chưa có ví, từ là những người chưa biết gì về blockchain và convert họ, chuyển họ thành user ở trên blockchain và biết về blockchain, họ có ví, họ chơi NFT, họ sở hữu NFT. Đây là những cái mà bọn mình mong muốn là có thể góp một cái phần vào cho cái nền công nghệ của thế giới. Thì thực ra là hoang mang và nghi ngờ thì cũng đúng thôi, vì trong thời buổi hiện tại thì các bạn đều thấy là không chỉ Việt Nam mà cả nước ngoài có rất nhiều những cái dự án như thế, và khi mà 10 dự án thì có 9,5 dự án là rơi vào trạng thái như vậy thì các bạn sẽ nghi ngờ đúng không? Nhưng mà bọn mình thì cũng không thể chém gió được, là bọn mình kiểu chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chúng tôi thế nọ, chúng tôi thế kia. Những vấn đề là các bạn tin hay không, vấn đề là các bạn nhìn vào cái roadmap của mình, vấn đề là các bạn nhìn vào cái sản phẩm của mình, và vấn đề là các bạn sẽ được chứng kiến, các bạn sẽ được thấy cái game bọn mình sẽ ra mắt như thế nào, cái hệ sinh thái bọn mình sẽ kiểm soát ra sao, và bọn mình sẽ nỗ lực như thế nào để mà đảm bảo cái roadmap cũng như là cung cấp những cái tính năng. Nãy có một bạn hỏi về cái tính giải trí của game đúng không? Thì thực ra thì bọn mình là GD và bọn mình xuất phát, tất cả các team bọn mình là xuất phát từ những người làm game truyền thống. Bọn mình cực kỳ để ý đến cái gọi là cái giải trí, tính giải trí của game. Và bản thân khi nói đến game là nói đến giải trí, nó là cái gọi là cái core value, là cái giá trị cốt lõi của game á. Thì game NFT thì nó có thêm một cái giá trị nữa, đấy là giá trị về mặt tài chính của game và của đồng token. Thì cái thiếu hụt hiện nay của các sản phẩm game ở trên thị trường nó có 2 cái. Cái thứ nhất là có một cái rào cản rất lớn mà nó mang tính đặc trưng của thị trường, đấy là có rất nhiều user họ không có ví và họ không tiếp cận được đến thị trường này.
Cái thứ hai là các game hiện tại nó không có cái giá trị giải trí đủ lớn, chơi nó không vui, nó bị thiếu cân bằng. Như nãy có một bạn hỏi là làm sao để tạo ra cái sự cân bằng ở trong game, có user trả quá nhiều tiền rồi các thứ ấy. Thì đấy là công việc của bọn mình, đấy là cái mà bọn mình đã từng làm được với những sản phẩm truyền thống trong quá khứ, và bọn mình học được rất nhiều từ những cái sai lầm của những sản phẩm khác, và bọn mình tự tin rằng là những cái giải pháp bọn mình đưa ra nó sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Còn thị trường blockchain, thị trường NFT đến bây giờ mình ok là nó có khoảng tầm 4 năm, nhưng mà thực sự thì các bạn đều thấy là nó chỉ khoảng tầm 9 tháng. Trong khoảng 9 tháng gần đây là nó tạo thành một cái trend thôi. Và bây giờ bảo là bọn mình chắc chắn 100% là cái này nó sẽ work thì đấy là bọn mình chém gió, đúng không? Team nào khẳng định như thế là team mình chém gió. Bọn mình chỉ có thể nói rằng là dựa trên những cái kinh nghiệm của bọn mình, dựa trên những cái mà bọn mình phân tích rất kỹ về thị trường từ những cái sai lầm các bên khác, và từ những cái mà bọn mình có được trong 10 năm làm việc trong ngành game, thì bọn mình thực sự tin tưởng là bọn mình sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Thì mong là các bạn tin tưởng và đồng hành cùng bọn mình thôi. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của Hà. Thì để hiểu rõ hơn về các Black Hero á, thì Nam xin mời các bạn cùng xem một clip nha. Rồi, xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Cái này mình thực ra 5 clip thì nó sẽ ở đây là 5 clip, bởi vì clip này là bọn mình quay cũng vội quá ấy, nên là chưa có text để mô tả trong game, nhưng mà 5 clip ấy, thì các class nó sẽ được ra dần dần theo thứ tự. Thì đầu tiên là Assault này, sau đến Sniper, Archer, Grenades với cả Heavy. Đấy. Đây, mấy đồng chí ở trên nóc nhà này là sniper đây. À, bắn tỉa chị Linh Đúng rồi, bắn tỉa. Đây là Archer này. Mấy ông bắn bắn cung. dạ. Như kiểu là một team sẽ cần nhiều hero của nhiều các class để phối hợp với nhau để có tiêu diệt càng nhiều càng tốt đúng chị. Cũng không nhất thiết là phải nhiều class, thực ra là em có thể phối hợp tùy tùy ý thôi. Đây là Grenade này. Cuối cùng thì sẽ là Heavy, là các anh chơi vũ khí hạng nặng đấy. Đây, team ok, bạn Lâm Anh Khoa bảo là bắn nỏ chứ. Ờ thì nỏ. Thấy game để game thiết kế đồ họa khá là dễ thương á. Thật ra là đồ họa thì khi mà lên game ấy, có thể là mọi thứ nó sẽ không được đấy này, bởi các bạn phải hiểu một cái vấn đề là, tức là bọn mình hoàn toàn có thể làm đẹp, đẹp hơn thế này bọn mình cũng làm được. Nhưng mà khi mà lên game ấy, càng đẹp thì nó càng là gánh nặng ở bên server. Và cái việc mà bọn mình làm game thì bọn mình sẽ sợ nhất là cái vấn đề là bị sập server do nặng quá. Cho nên là không phải là không thể làm đẹp, đẹp hơn thế này cũng làm được, nhưng mà sợ nặng. Đấy. Được rồi, vừa rồi thì các bạn có thể xem được, tuy là không không đủ hết đúng không chị Ly, mới À chỉ có chưa. 5 class không, chưa Đây full là 5 class này thì ở đây mới khoảng mấy chục nhân vật thôi, còn bọn mình là tổng cộng là khoảng tầm 150 hero. Và đội ạc thì vẫn đang trong quá trình và vẫn đang tiếp tục vẽ. tuy Thì là có không một đủ, bạn nhưng mà là các bạn có thể mình trả hình lời nốt câu dung cuối của cái bạn là bạn Cường Gen Senju, là ý là dạ triển rồi. khai 3D với công nghệ Metaverse và thực tế ảo. Cái này thật ra là nó dài hơi quá và nó nặng quá bạn ạ. Tức là bọn mình cái cụm từ Metaverse thì nó khá là phổ biến trong khoảng 2 năm gần đây, nhưng mà thật ra mình thấy những cái dự án hiện tại mà để gọi là Metaverse thì chưa có dự án nào làm thật sự là gọi như là hoàn hoàn chỉnh với Metaverse cả. Cái này là mình cũng không dám nói bừa, mà thật ra là mình có thể ngắm nghía thị trường đó, xem là các bên người ta làm như thế nào. Tại vì em thấy là cái trend Metaverse gần đây là đa số các dự án nào người ta cũng muốn muốn mình thực hiện cái đó chứ, cho Đúng nên là rồi. em nghĩ là nhiều bạn khán giả cũng mong muốn là cái dự án của mình có thể áp dụng được cái công nghệ Metaverse vào cái dự án của mình đó. Thực ra là nếu mà dự án đi dài hơi thì tất nhiên là ai cũng muốn làm, nhưng mà cái đấy nó sẽ phải xem, bởi vì hiện tại mình thấy các dự án khác người ta đang lạm dụng cái keyword là Metaverse quá, mà thật ra là với game của
tức là những game ra thị trường thì thật ra là chưa thấy có bên nào, con game nào thật sự nó là metaverse cả. Rồi, do là thời hạn của buổi EMA hôm nay á, có hạn cho nên là trước khi kết thúc buổi EMA á, thì không biết là anh Hà và chị Ly có muốn chia sẻ gì thêm cho các bạn khán giả đang xem EMA không ạ? Anh Hà có muốn nói gì không? Mình muốn nói thêm một chút về cái có hai thứ mình cần nói. Thứ nhất là cái Metaverse thì thực ra như Ly nói thì đúng là bây giờ các cái studio thì có lạm dụng cái keyword Metaverse quá. Và thứ ra làm được một cái mà đúng chuẩn Metaverse thì rất là khó. Cái mà Big Cat làm đấy là tạo ra một cái hệ sinh thái của nhiều sản phẩm mà có thể dùng chung được một cái token và có những cái liên kết với nhau sao cho các bạn có thể dùng NFT của game này sang NFT của game khác. Đấy là một cái dạng Metaverse. Cái LAN bản thân cái LAN gameplay cũng là một cái tiền đề để mà về có thể làm thành Metaverse, nhưng mà để làm thành một cái Metaverse sandbox giống như kiểu là Roblox hay Minecraft thì nó là một cái đòi hỏi thời gian nguồn lực rất là nhiều, và với cái những cái mình đang có thì bọn mình sẽ cố gắng là đi dần đi dần đi dần, chứ bọn mình cũng không ham cái việc là làm những cái nó quá lớn như thế. Thực ra là quá lớn như thế thì mình thấy nó giống bánh vẽ hơn là những cái mà thực sự mình đang có thể làm được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là mặc dù bọn mình là người làm game nhé, và bọn mình rất mong các bạn đến với sản phẩm của bọn mình, nhưng mà có một cái lời khuyên từ từ bọn mình, đấy là các bạn là những người chơi game, các bạn là những nhà đầu tư thì các bạn hãy cẩn trọng và các bạn hãy tính toán rất là kỹ cho việc sử dụng cái đồng tiền của mình. Nói như này thì có thể là các bạn sẽ thấy hơi hơi sợ, hơi chùn chân một chút khi mà ném tiền vào game NFT. Bọn mình tự tin rằng là bọn mình có thể làm tốt và đảm bảo được một cái nền kinh tế hoạt động ổn để đảm bảo là các bạn có lợi nhuận. Nhưng mà nói gì thì nói, thị trường crypto nó vẫn là một cái thị trường nó cực kỳ là bất ổn, và bọn mình mong là các bạn đến với bọn lượt đến bọn mình, đến với sản phẩm bọn mình, nhưng mà bọn mình cũng mong rằng là các bạn đầu tư cẩn trọng, cẩn thận và đừng để nó trở thành một cái gánh nặng về tài chính. Bởi vì mình biết rất nhiều người kiểu cháy tài khoản rồi cháy tiền tiết kiệm cái thứ nọ kia. Hãy dùng tiền mình cách cẩn trọng, đấy là cái mong muốn của bạn. Chân thành là như thế. Rồi, chị Ly có muốn chia sẻ gì thêm không chị Ly? Không, mình cảm thấy là anh Hà nói rất là đúng trọng tâm rồi. Vậy thật ra là bọn mình tức là bọn mình mặc dù là làm NFT nhưng bọn mình là team sản phẩm ấy, bọn mình vẫn là rất là có tình yêu với sản phẩm. Mình muốn là con game làm ra thì mọi người đều vui. Rồi giờ cũng đã đến giờ kết thúc rồi, thì anh Hà và chị Ly cùng gửi lời chào tới các bạn khán giả nha. Nè. À, cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian và vào giao lưu và trao đổi cùng với bọn mình. À, mèo nhà mình thì chạy mất rồi nên là không còn mang mèo ra để chào mọi người được. Mèo đâu, mèo đâu? Mèo đâu? Đeo đem bé khác ra luôn. Team mình thì nhà nào cũng nuôi ít nhất một con mèo. Đây. À, không Đây mọi là con chó mèo. à? Đây là chó. Hello mọi người. Ok, cảm ơn mọi Cảm người ơn ạ. mọi người đã theo dõi buổi em ngày hôm nay, và mong là các bạn sẽ chờ đón cái sản phẩm của bọn mình. Vâng, cảm ơn mọi người ạ. Bye Thay bye. mặt cho team Legend Go Game á, thì em gửi lời cảm ơn tới anh Hà và chị Ly đã dành thời gian tham gia buổi EMA hôm nay ha. Em chúc cho Dạ dự vâng. án sẽ luôn phát triển và luôn thành công ở một con đường mà theo như là kế hoạch team đề ra nha. À, cảm ơn Nam và cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn Rồi, các bạn chúc rất cho mình nhiều. gặp lại các bạn trong buổi EMA tiếp theo. Vâng. Bye. Bye. Bye.